Hello Andy, xin chào các bạn. Chào tất cả các bạn đã đến với Andy Garden. Hello Andy, xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay Andy tiếp tục thu hoạch cần cua nữa các bạn. Mình cứ ăn hoài nó lên hoài à. Mình cắt cứ một tuần, hơn một tuần khoảng 10 bữa là mình thu hoạch tiếp các bạn. Rồi bây giờ đang trời mưa á, cho nên nó lên rất là nhanh luôn nè, rất là tốt mà. Xanh luôn các bạn. Rất là ngon luôn. Cho nên hôm nay mình sẽ cắt một mớ mình vô mình trộn gỏi gà mình ăn. Ngon mơn mởn luôn, rất là ngon các bạn. Mình ăn hình hầu như là mình cắt xong á. Cái một tuần sau là nó lên lại quá trời luôn á. Rất là ngon luôn này, thấy chưa? Hôm trước mình cắt mình trộn thịt bò. Cho nên còn hôm nay thì mình cắt mình luộc gà, mình làm gỏi gà ăn. Rất ngon luôn, không cần lặt các bạn. Ngon mẻo luôn à. Cứ trời mưa á là nó lên hoài, nó rất là tốt luôn rồi nè. Rất là dễ trồng các bạn. Mình trồng ít xịt ra. Mình trồng lúc trước mình trồng có một bụi thôi. Cái nó lên, bây giờ nó đang ra hột nè. Hột già nó rụng xuống đầu năm sau nó lên. Chứ nó không có lên liền cả. Năm sau nó mới lên. Ngon dễ sợ không? Đây, mình cắt nhiều thôi. Nhiều đây đủ một dĩa gỏi mình trộn ăn được à. Xong các bạn, được một rổ nè. Rổ này là vô là trộn ăn non đây luôn. Destiny. Hả? What you doing? Hoa súng, mình có chậu hoa súng rất là đẹp. Okay, come in. Quá trời ngon non luôn. Còn đây là con gà, nửa con gà thôi mình đang luộc. Mình có bỏ ở đây một ít gạo mình nấu cháo luôn nè. Nửa con thôi. Đó, tí luộc chín xong cái mình sẽ phai mình trộn với căn cua. Còn đây mình có hấp bốn con cua xanh. Nó nhìn giống con ghẹ thôi, nhưng ở đây gọi là cua các bạn. Nó khác cua ở Việt Nam mình. Đây, mình đang lập nước mắm trộn gỏi đơn giản các bạn. Giấm đường hoặc là chanh. Mình cho đây ít củ hành. Cho đây chi ớt. Tí mình trộn như gỏi.
rất đơn giản, nhanh chóng các bạn. Thế là xong, giờ chờ gà chín nữa là xong. Con gà cũng đã chín rồi đây, đúng rồi nè. Mình cái đùi nó không còn xịt cho máu là chín nè. Gà mái rất là mềm các bạn. Hôm nay họ lên giá 15 đồng à. Chứ hôm trước mua có 13 không. Hôm nay là bộ đồ lòng, mình mua thêm bộ đồ lòng 5 đồng một hộp. Nó gồm có trứng, tim, gan với lại cái này nè. Không phải là thú linh. Của heo thì gọi là thú linh, còn của gà này mình không biết gọi cái gì luôn á. Nó chỗ mà nó đẻ trứng á, ăn bùi bùi rất là ngon luôn. Nè. Mình chờ nguội xong mình xé phai nó. Xong, bây giờ gà cũng hơi nguội rồi, mình sẽ xé nó ra. Bức đại nè. Mè. Cái mè này mà ướp có nhiều nhiều nướng á. Ướp sa tế nướng rất là ngon. Rồi, xé cái này ra. Wow. Hấp dẫn chưa? Khói bốc. Nóng quá. Còn nóng. Thích nhất ăn là mấy cái cánh nè. Cánh với đùi. Thịt rất là ngọt, rất là thơm nữa các bạn. Gà đồng, kêu là gà Đồng Nai á. Gỏi mình xé như vậy nè mới ngon. Chứ mà mình chặt ra không có ngon. Ăn cảm giác. Ăn gà là phải xé ra mới ngon. Ăn còn nóng. Xong. Cua. Càng cua mình bóp cho nó dập dập các bạn. Xong mình sẽ cho nước gỏi vào, trộn nó. Mình trộn nhiều ăn nên không cần chấm đâu. Dẫn chưa? Cần cua trộn gỏi gà rất là ngon các bạn. Ngon hơn mình trộn thịt bò. Xong. Cho vào đĩa. Giờ cho vào đĩa thôi. Quá đã luôn. Xong, thưởng thức thôi các bạn. Nồi cháo cũng đã xong. Nhừ các bạn nè, cháo mình nấu mình có cho đây một ít gì? Nếp các bạn. Tức là hai phần gạo, một phần nếp. Nó mình nên nó rất là nhừ, là béo, thơm, rất là ngon luôn.
vào. Xiêu vào. Xăm. Cua. Không biết có bị ớt hay không, mình lựa kỹ lắm các bạn. Mình bóp nó cũng cứng mà thấy chắc cũng ớt nữa. Hơi nhẹ nhẹ nè. Được một con cua cái. Cua cái thì hơi nặng nè, chắc không bị ớt. Xong các bạn. Giờ mời các bạn thưởng thức nhé. À, gỏi gà trộn với cần cua hái ngoài vườn à, rất hấp dẫn nhé. Rất là ngon các bạn. Còn đây là cháo. Đây là mấy em cua. Con này chín nè. Con này ớt nè. Nghe cực cực cực. Hai con ớt. Hai con chắc. Con này là chắc nhất. Có chế bia Corona. Thì mời mọi người nha. Bia này uống cũng rất là ngon các bạn, giống như Tiger bạc. Để mình ăn gỏi trước. Canh cua rất là tươi, giòn, ngọt, ngon các bạn. Trộn với gà ăn rất là ngon luôn. Mình trộn nước mắm vừa ăn nên không cần chấm. Trời đang âm u chuẩn bị mưa nữa. Vì bây giờ chuẩn bị đang vào mùa mưa các bạn, nên mấy nay ngày nào cũng mưa á, cho nên cái vườn của mình rất là tốt luôn. Cây rồi nó đã xanh tươi, bắt đầu nó đâm chồi vì do mưa nhiều á. Chứ mấy cho tháng trước nắng gì đó. Trời nắng cả 100 độ. Nên mỗi ngày mình đều tưới nước nha. Nên mùa hè rồi. Nói chung mùa hè hôm nay 2-3 tháng thì nước lên rất là nhanh luôn các bạn. 400-500. Chứ bình thường mình có xài có 200 mấy à. Nhưng mà tháng 2 tháng rồi lên tới 400 mấy. Rất là cao tiền nước. Nước tăng á do mình xài mỗi ngày mình tưới vì nắng quá, với lại nếu mình tưới mình lấy cái giò mình tưới á, thì nó ít hao hơn. Chỗ này mình tưới dạng mình có cái máy phun á, cái sprinkler mình bật tự động, mình cho nó tưới 10-15 phút nên nó tưới đầy hết trơn, cho nên ướt hết, cho nên nó tốn tiền nước là vậy á. Cháo còn nóng quá. Rất là nóng.
cháo mình có cho tí nếp vô các bạn, nên rất là nhừ và béo luôn. Trộn gỏi, nói chung là gà luộc á, mình thích ăn gà mái vì nó mềm, nó ngọt thịt nó. Còn gà trống, gà trống thì mình chỉ thích hầm hoặc là nấu lẩu hoặc kho, hoặc là hầm để mình nấu nước súp, mình ăn mì hủ tiếu rồi đó thì nó ngon thôi. Chứ gà trống nó bự, nó thịt nhiều lắm, mình thì không thích ăn thịt. Gà mái thì nó vừa, nó nhỏ nên ăn nó ngon, nó ngọt, nó có xương. Cái ức thì nó ít thịt hơn gà trống, gà trống ức thịt không. Này lâu lâu uống vào, uống cái bọc chai là nó xỉn nè. Bên đây là từ khi mình qua bên đây các bạn ít có uống uống bia uống rượu lắm bạn, bởi vì ai cũng bạn ai cũng đi làm hết trơn á, nên không có thời gian. Chỉ có những ngày Tết á thì hội họp tụ tập nhau thì mình uống một hai chai thôi, chứ không dám uống nhiều bởi vì mình còn phải lái xe nữa. Cho nên ở bên đây mà lái xe mà uống rượu say á, là nếu mà bị cảnh sát mà phạt các bạn là tội rất là nặng luôn, cho nên hạn chế uống rượu bia khi mình lái xe. Còn nếu mình đã uống rồi mà có xỉn thì ở lại nhà ngủ luôn, chứ đừng có đi về. Rồi đi về á, nếu mình đi về mà chủ nhà là cho mình xỉn á, chủ nhà cho mình đi về mà lỡ phải phạt, là cảnh sát nó truy ra nó cũng phạt cái chủ nhà đó các bạn, bởi vì mình đãi rượu cho người ta xỉn. Cho nên mình đây rất là cẩn thận. Thích gặm những cái xương như thế này rất là ngon. Thôi con đi đây. Con chân này nó rất thích gặm mấy cái xương, chừa xương chút cho nó gặm. Gỏi rất là vừa ăn, rất là ngon các bạn. Mình cua thử cua cho bạn xem. Ớt hết trơn. Cái con cua đực nó hơi ớt một tí. Chứ có con cua cái này hơi chắc thịt này, nó nặng nè. $3.99 một bọc phao các bạn. Nè, con cua cái có trứng nè. Rất thích ăn gặp các bạn. Cua Cà Mau, chị Việt Nam ăn cua Cà Mau gặp đã luôn. Gặp son nó béo. Mà Sunny phải nghe mùi bài lại. No, you can eat it.
còn gạch mà gạch đỏ ăn bùi bùi. Gạch đỏ nè, con này chắc thịt dễ sợ, con cái được con này lựa lắm mà được con của cái à. Bị thấy cua đực không à, đi gặp nè. Get it. Come here. Yeah. Shoot it. Come here. Come to you, Anna. Mm. That come out. Con này thì ở bên đây gọi là cua, nhưng mình nhìn nó giống con ghẹ của mình hơn, hoặc là cua xanh. Cua này thì nó rẻ, còn nếu mà cua loại mua cua Canada tới mười mấy đồng một phao, nó giống như tờ bằng giá tôm hùm rất sợ. Cua ăn cũng ngon, thật không? Ok, bây giờ Andy xin tạm dừng video tại đây các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Andy trong suốt thời gian qua. Và hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ để kênh YouTube mình ngày càng phát triển, để đạt cái 1.000 sub các bạn nhé. Hiện tại bây giờ cũng là 960 mấy rồi, chỉ còn 30 nữa thôi. Còn 30 sub nữa thì hy vọng Andy xin tất cả các bạn ủng hộ Andy để mình đạt được cái 1.000, để mình làm cái buổi tiệc gì đó mình ăn mừng các bạn nhé. Ok, bây giờ Andy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.